Rất vui mừng được chào đón tất cả quý vị đang ghé thăm giọng đọc xứ cơ hoa trên kênh YouTube của MISA USA. Ước mong quý vị cùng gia đình có một ngày mới thật đầm ấm và tràn đầy hạnh phúc. Nơi đây, giọng đọc xứ cơ hoa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi giọng đọc trong suốt thời gian qua. Rất mong được sự tiếp tục thương yêu của quý vị trong thời gian sắp tới. Quý vị ơi, cũng xin đừng quên hoan hỷ nhấn chuông subscribe đăng ký kênh và giới thiệu cho người thân cùng bạn bè nghe để ủng hộ cho tinh thần giọng đọc nữa nhé. Xin cảm ơn quý vị nhiều lắm. Trong giờ đọc truyện hôm nay, giọng đọc xứ Cơ Hoa sẽ gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của tiểu thuyết Bỏ vợ của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chúc quý vị có những phút giây nghe truyện thiệt là thoải mái. Lại nhà thầy ký Huê ăn cơm, thầy Bình giấu biệt không chịu cho vợ chồng thầy ký hay việc vợ con thầy xuống. Chừng trở về nhà, thầy thấy cô Huyền đứng ngồi chống tay trên bàn mà ngó ra lộ. Cửa mở bét, dường như ngồi đợi thầy về. Thầy bèn khép cửa lại và hỏi. Thằng Nghiệp ngủ rồi hay sao? Ngủ rồi, chắc nó biết đi xuống ba nó nên nó mừng hay sao? mà ngày nay ở dưới tàu nó giỡn dữ quá Dỗ à. cách nào nó cũng không có chịu ngủ á. À. Còn nít mà biết khỉ gì mà mừng. Tính phải mua những đồ gì đâu mình nói cho tôi biết đi. Đặng sáng mai tôi đi mua. Thôi thôi, đừng có mua vật gì hết. Tiền bạc chưa có, để thủng thẳng rồi sẽ hay. Tôi có tiền ở đây. Tôi đi cha có cho tôi ba chục đồng bạc ba chục đồng bạc mà làm được cái giống gì đừng có mua cái gì hết á Dầu không mua giống gì thì cũng phải sắm nồi ơ chén bát đặng ăn cơm chứ bề nào cũng phải sắm một lần để tôi lựa đồ thiệt tốt tôi mua tôi biểu đừng có mua cái giống gì hết á tôi muốn mình về trển ở với cha tôi ở dưới này một mình tôi ăn cơm tháng tôi trả tiền cho người ta làm như vậy ít tốn hao mà ông già lại khỏi buồn nữa phân cách như vậy khó quá có lẽ nghĩ tôi về thăm đường dễ đi có khó chỉ đâu sợ thằng nhỏ nó nhớ rồi nó ốm tội nghiệp chứ thủng thẳng rồi nó quen chứ gì cô huyền ngồi buồn hiu thầy bình nhẫn tâm đến cùng thầy không kể sự buồn của vợ thầy lại nói tiếp tôi muốn sáng mai mình về liền cho ông già ở nhà ổng khỏi trong mai bảy giờ có tàu chạy ra mỹ tho đó tôi có nói với cha tôi xuống ở chơi ít ngày cha biểu ở luôn chừng nào có lễ nghỉ thì tôi với mình về thăm cha cũng được biết chừng nào mới có lễ thôi mai mình về trước đi rồi chừng nào có lễ thì tôi sẽ về để cho mẹ con tôi ở lại chơi ít bữa được mà mai hay là ít bữa cũng vậy ở rồi ăn uống bất tiện quá ở chơi chứ thứ ăn uống mà lo làm chi thôi thì mình để tôi ở một bữa sáng mốt rồi tôi sẽ về muốn ở tới sáng mốt thì ở mà mình đừng có đi mua vật chi hết nghe không để thủng thẳng tôi có tiền rồi mua muốn ăn vật gì thì sai thằng nhỏ ở nó đi mua cho mình chẳng cần đi ra chợ làm chi mình không có cho tôi mua đồ thì thôi tôi ra chợ mà làm chi tạng sáng bữa sau nữa cô huyền bồng con con tí xách qua ly có thằng nhỏ ở dắt đường đưa xuống bến tàu mà về tàu chưa chạy cô huyền đứng dưới tàu ngó lên dãy phố mé sông thấy thiên hạ kẻ qua người lại lăng xăng mà trong lòng cô áo não nên sắc mặt buồn so. cô ngó con rồi lấy khăn lau nước mắt chiều hôm kia lúc tàu vô bến Cần Thơ cô phấn khởi vui mừng bao nhiêu thì sớm mai này lúc tàu mở dây mà chạy cô cũng chứa chan giọt lụy bấy nhiêu những giọt lụy này chứa chan bao nhiêu tình sau nghĩa nặng tiếc thầm rằng tâm hồn của thầy Bình bị vòng danh lợi bao trùm làm cho cứng chắc cũng như sắt như đá nên không thể thấm vô nổi ôi cuộc đời ôi lòng người Chương 4 Tan buổi hầu sớm mai, thầy Bình ghé lại nhà thầy ký Huê để ăn cơm trưa rồi buồn bã đi về nhà nghỉ một chút, đặng 2 giờ rưỡi còn đi làm việc nữa. Trời nắng chang chan, ngoài đường ít có người qua lại. Về gần tới nhà, thầy thấy có một cổ xe ngựa đậu ngoài cửa. Thầy sợ có khách phá mất giấc ngủ trưa nên đã tính trong bụng sẽ hỏi khách cần dùng việc gì, rồi từ chối mau đặng thay đồ mà nghỉ. Thầy vừa bước vô cửa thì cô Hai Hương đưa ngồi trên ghế. Cô đứng dậy gọn gàng, chắp tay cúi đầu mà chào thầy. Thầy chưng hừng sự trời nắng mệt lúc đi về, sự tính đuổi khách về đặng nghĩ cho mau, đều bay đi mất hết. Sắc mặt quạo quạo hồi nãy bây giờ đã đổi ra sắc mặt vui vẻ tươi cười. Thầy giở nón chào khách. Tôi à, chào cô, phải cô hai ở trên bình thủy hay không? Bẩm phải, Mời cô ngồi. Bà chủ mạnh hả? Cô xuống đây có việc chi? Dạ, bẩm má em mạnh. Má em biểu em xuống xin phép thầy đặng hỏi thăm một việc. Được được được, mời cô ngồi. Thầy Bình kéo ghế mời cô Hương ngồi, thầy để cái nón trên bàn rồi ngồi ngang với cô mà hỏi. Sao mà cô biết nhà tôi ở đây mà lại? Bẩm bữa hổm má em có xuống thăm thầy. Má em chỉ cho nên em mới biết Phải Bữa hổm bà chủ có xuống thăm tôi Bà chủ đáng cha mẹ Bà có lòng thương tôi nên xuống thăm Thì tôi đã cảm ơn lắm rồi Mà bà còn đi lễ vật nữa Thiệt tôi ái ngại hết sức à Bẩm theo phong tục Việt Nam thì phải như vậy coi mới được Má em đi chút lễ mọn có đáng chi đâu mà thầy phải ái ngại bữa nay em cũng có đem cho thầy nửa chục trái sữa với vài chục quýt đặng thầy dùng quýt đầu mùa mới chín nên sợ chưa có được ngọt lắm trời ơi cô làm như vậy lại càng nặng tình nhiều hơn nữa bẩm trái cây ở trong giường em nên đem xuống cho thầy ăn chứ có phải mua chát gì hay sao mà thầy ngại tại trái cây của cô mà cô đem cho nên mới thiệt là quý chứ cô hương nói thầy bình rồi chấm chím cười tỏ ý cô đã hiểu lời thầy chọc ghẹo thầy càng thêm đắc chí nên cũng cười và nói tiếp thôi cô nghĩ tình nên cô đem đồ mà cho có lẽ nào tôi dám từ chắc là tôi ăn trái cây này tôi vui lắm nhất là ăn trái sữa của cô đó em đã biết như vậy nên hồi nãy em đã biểu thằng nhỏ ở nó đem cất ở trong buồng rồi Cảm ơn cô, cô chờ tôi lâu không? Bẩm em mới lại tới đây hả? Em hỏi thăm thằng nhỏ ở, nó nói thầy gần về, nên em ngồi em chờ. Thầy mướn phố chật quá hả? Em tưởng nên mướn một cái nhà mà ở mới rộng rãi mát mẻ chứ. Tôi ở có một mình, nên một căn phố thì vừa rồi. Cũng có chỗ ngủ, chỗ tiếp khách, chỗ nấu ăn đủ hết, cần gì rộng nữa hồi nãy em có đi coi rồi chật lắm cô có đi coi rồi hay sao bẩm có em có đi ra tới đằng sau bếp á căn nhà như vậy nếu có vợ thì ở không có tiện chừng nào có vợ rồi hãy hay mà tôi có hiểu à, ai ưng làm vợ tôi đâu nên tôi đâu có dám tính tới sự muốn nhà rộng hơn bẩm thì không có nói ra thì làm sao người ta ưng được phải nói rồi mới biết người ta ưng hay là không chứ. À, nếu vậy hãy tôi nói thì người ta ưng hay làm sao? Ai ưng làm vợ tôi đó? Xin cô làm ơn chỉ giúp cho tôi biết thử coi. Hai người nhìn nhau mà cười, rồi cô Hương không chịu đáp câu hỏi ấy. Cô bắt qua chuyện khác mà nói. Em nói chuyện tầm ruộng là mất giờ của thầy hết hả? À? Tôi lại thích nghe câu chuyện tầm ruộng của cô nói đó lắm. Dẫu mất hết cả đời của tôi đi nữa tôi cũng không có tiếc đâu. Nếu mà thầy thích nghe thì thôi để khi nào rảnh rỗi thì em sẽ nói tiếp những chuyện tầm ruộng đó. Còn bây giờ em xin phép nói chuyện của má em cậy cho thầy nghe rồi em về đặng cho thầy nghỉ. Ngồi nói chuyện với cô dẫu mấy ngày mấy đêm tôi cũng không có mệt đâu. Xin cô đừng có ngại sự đó câu chuyện nào cũng vậy mới nói nghe vui nên không có biết mệt mà hễ nói nhiều nghe nhàm tai rồi em sợ phải mệt chứ theo thiên hạ thì họ như vậy đó còn theo tôi thì tôi không có mệt đâu xin cô nói thử coi rồi cô sẽ biết nếu mà thầy muốn thì thủng thẳng rồi em sẽ nói thử bữa nay em xin hỏi thăm chuyện này Má em có đứng bộ hai chiếc ghe Một chiếc bị ăn trộm lấy lâu rồi Còn một chiếc thì hư mục Nên giải bản mấy năm nay Ghe không có Mà má em xin bỏ bộ không có được Nên mấy năm nay phải đóng thuế hoài hả? Má em biểu xuống hỏi thầy coi Xem phải làm thế nào mà bỏ bộ Đặng khỏi đóng thuế nữa Chuyện đó giải ợt mà Xin cô về thưa với bà có yên tâm để tôi lo liệu cho bữa nào có xã trưởng hoặc hương thân xuống tôi sẽ chỉ cách cho họ rồi họ làm đơn đặng bà xuống mà xin đơn ấy đưa cho làng gửi xuống tòa bố rồi tôi nói với thầy thông coi bộ ghe thầy bỏ bộ cho đặng năm tới khỏi đóng thuế nữa cảm ơn thầy lắm nếu vậy thì làng làm đơn giùm cho má em đứng rồi làng gửi đi má em hoặc em khỏi đi hầu hay sao phải mà nếu cô rảnh rang có muốn đi đặng đem trái sữa cho tôi nữa thì cũng được tôi không có dám cản vô tòa bố sợ lắm bởi vậy nếu đem trái cây cho thầy thì được chứ em có muốn đi hầu làm chi thôi em xin phép thầy em về đặng cho thầy nghỉ đã quá một giờ rồi còn nghĩ cái gì nữa mời cô ngồi nói chuyện đến hai giờ rưỡi tôi đi làm việc rồi cô sẽ về em còn phải ra chợ mua đồ. Hai giờ rưỡi cô sẽ mua cũng được mà, có gấp gì đâu. Thầy còn muốn nói chuyện gì với em hay sao nên thầy cầm em ở lại. Có chuyện chứ. Bẩm xin thầy cho em biết coi chuyện gì. Có một chuyện này á, nãy giờ tôi muốn hỏi cô. Xong không có biết cô có vui lòng trả lời hay là không. Nên tôi ái ngại tôi không có dám hỏi bẩm thầy muốn hỏi chuyện gì à tôi nghe nói chồng cô đã mất đã mãn tan rồi nếu mà cô không có bắt lỗi thì xin hỏi cô coi cô có tính thủ tiết với chồng hay là tính sẽ cãi giá cô hương nghiêm sắc mặt mà suy nghĩ một chút rồi cô mới đáp à, bẩm thầy hỏi chuyện đó khó cho em trả lời quá theo phong quá của xứ mình á thì đàn bà chẳng được phép lấy chồng hai lần rủi chồng chết thì phải ở quá mà thờ chồng trọn đời chứ không có nên cải giá tục ấy xưa quá rồi đời bây giờ có ai noi theo nữa đâu bẩm phải tục ấy xưa mà lại gắt nữa phần em thì chồng chết em lại có tới hai đứa con Tuy nhà em có tiền chút đỉnh, Xong em là một người đần bà quê dốt, Em nuôi con no ấm thì được, Chứ còn dạy chúng nó học thì em đâu có biết gì đâu. Mấy năm nay em lo việc đó hết sức, Thủ tiết thờ chồng thì tròn chánh đạo, Xong không có nhiều dắt dạy dỗ sắp nhỏ, Còn cải giá thì trái phong quá, Xong sắp nhỏ có người bảo bọc dạy dỗ, Vậy nên em dụ dự không có biết phải đi ngã nào á Đời này á kể sự lợi ích trước mắt chứ không có nên theo những phong tục hết mùa Tôi tưởng cô nên cải giá đặng có người giúp cô mà dạy dỗ sắp cháu cho nó nên người Làm như vậy tốt hơn là tròn tiết với chồng mà để con hư Tôi chắc chồng của cô với cũ tuyền nếu thiệt có lòng thương con thì phải công nhận là lời tôi khuyên đó cho cô là lời phải nếu mà em cãi giá thì người chồng sao của em phải biết thương sắp con của em phải hết lòng lo dạy dỗ nó kia mới tốt chứ ấy là lẽ tự nhiên nếu mà cãi giá thì cô phải chọn người có học thức rộng họ mới biết cách mà dạy dỗ sắp nhỏ chứ bẩm thầy nói phải em cũng nghĩ như vậy em nói thiệt tiền bạc cũng là ruộng đất của em có đủ dùng em không có sợ nghèo mà cũng không có cần làm giàu thêm nữa nếu mà em lấy chồng thì sự sản của em đó là sự sản của chồng muốn ăn xài bao nhiêu em cũng không có tiếc miễn là biết thương hai đứa con của em hết lòng lo cho chúng nó ăn học đặng em khỏi hổ với người chính suối thì em vui lắm vậy nói như cô đó mới thiệt là biết thương chồng mà người nào thương cô đi cưới cô thì tự nhiên phải thương con của cô chứ không thương sao được cô hương liếc cặp mắt rất hữu tình mà ngó thầy bình tuy hai người nói chuyện bông lông chẳng có một câu nào đích xác Xong đã hiểu ý nhau nên sắc mặt đều hân hoang mà có lẽ trái tim cũng không khỏi khoan khoái. Gần 2 giờ, cô Hương mới từ mà về, đặng cho thầy Bình sửa soạn đi làm việc. Khi bước ra cửa, cô lại nói, Bẩm thầy, bữa nào thầy rảnh em xin mời thầy lên nhà em chơi. Nếu mà cô cho phép thì tôi sẽ lên thường lắm. Mà tôi sợ tới lui thường bà già không có vui lòng. Bẩm không, nếu mà thầy lên chơi chắc là má em vui lắm Bởi vì em coi ý má em thương thầy lắm Hôm nay nhắc nhở khen ngợi thầy hoài hà Nếu như vậy thì chú Nhật tôi lên Em xin nói trước Nếu mà thầy lên thì chắc má em mời thầy ở ăn cơm Chứ không có cho thầy về gấp đâu Được như vậy thì càng tốt hơn nữa Tôi xin dân Kính chào thầy Chú Nhật em trông thầy lắm á. Tôi sẽ lên sớm. Cô Hương thủng thẳng đi ra đường rồi lên xe. Thầy Bình đứng giữa cửa ngó theo, tâm hồn lơ lửng. Xe cô Hương đã đi mất rồi mà thầy vẫn còn đứng trân trân. Từ đó, hễ Chú Nhật thì thầy đi lên bình thủy mà chơi. Sự sẵn của bà chủ phận càng ngày càng thêm chó con mắt của thầy dung nhan của cô Hai Hương càng ngày càng thêm khiêu gợi lòng thầy. Những lời xúi dục của Hương thân đáng càng ngày càng thêm mật thiết. Và nhất là sự kết tóc xe tơ với cô Hai Hương trúng theo chương trình thầy lập ra từ bấy lâu nay để bước lên đường công danh phú quý. Bởi vậy, trong ít tuần lễ sau, thầy nhất định bỏ đức cô Huyền, không còn do dự nữa, chẳng thèm nghĩ coi phải dùng phương chức nào mà bỏ cho em mà cũng chẳng thèm kể tới phần thần nghiệp ngày sau nó trở ra thế nào. thầy cậy xã tồn với hương thân đáng làm mai tay trong cậy hương cả hạt đứng nói chánh thức mà xin cưới cô hương. bà chú phận chịu gả cô hương cũng thuận tình nên định ngày làm đám cưới. vì cô hương đã có một đời chồng rồi, lại cô hưởng phần ăn bên chồng nên hai đàn bàn tính rồi nhất định đám cưới chẳng nên làm rình rang mà cũng chẳng nên lập hôn thú, chỉ mời mấy thầy thông, thầy ký với hương chức mà đãi một tiệc thì đủ. Cưới rồi, cô Hương theo òn ủy, nên bà chủ mua một căn nhà giá năm ngàn đồng bạc trong rạch cái khế để cho vợ chồng thầy Bình ở mà đi làm việc cho gần. Sắp con của cô Hương thì ở với bà trên Bình Thủy, bà có sắm sẵn một cổ xe ngựa để cho con rể mỗi ngày chủ nhật hoặc đêm nào rảnh thì về bình thủy mà thăm cho tiện hy vọng của thầy bình đã đạt được rồi đường công danh phú quý đã mở trước mắt chương 5 buổi chiều thầy thanh đi làm việc về đạp xe máy đi ngang qua trước nhà ông ba chánh thấy cô huyền đứng đứng ngoài sân đút cơm cho con ăn thầy bèn ngừng lại dắt xe vô mà hỏi Mấy tháng nay em có đi xuống Cần Thơ thăm mong sự bình nữa hay không? Thưa không, hồi mới xuống em có đi thăm một lần đó mà thôi. Em muốn đi thăm nữa quá mà thầy cứ gửi thơ về bảo em đừng có xuống, nên em không có dám đi. Gửi thơ về hôm nào? Cái thơ chót hết em đã để hơn một tháng rồi. Thơ có nói chuyện gì? biểu em phải ở trên này mà lo cho cha vui lòng chứ có nói chuyện gì đâu bậy bạ lắm nếu thiệt như vậy thì khốn nạn không biết chừng nào á ông ba chánh ở trong nhà bước ra nghe thầy thanh nói mấy câu sau đó liền hỏi chuyện gì mà bậy bạ bữa rày tôi có gặp một người quen ở cần thơ Tôi hỏi thăm mong sự bình thì họ nói mong sự bình đã cưới vợ rồi. Cưới một người quá chồng mà giàu lắm. Có lẽ nào vậy? Cưới bao giờ? Họ nói đã cưới hơn một tháng nay. Họ nói quả quyết lắm. Có nói tên người vợ đó cho tôi nghe nữa. Xong tôi không có nhớ. Nói cưới trên bình thủy thì phải. Chuyện nghe lạ quá à nó ở với con quyền đã có một mặt con chưa phải cặp sách với nhau một ngày một bữa hay sao dẫu nó muốn bỏ con của nó thì nó cũng nói cho rành rẽ chứ chuyện họ nói đó tôi chắc có lắm anh à người có cái óc ham danh lợi như mong sự bình thì có việc gì mà không có dám làm Vậy chứ anh không có nhớ mấy lời giả luận biện với tôi hôm mới thì đậu ký lục đó hay sao? Tôi nhớ lắm chứ. Xong tôi không có thể tin người học giỏi như thằng Bình mà đoán hậu như vậy. Cái học bây giờ là như vậy đó anh. Bây giờ anh tính lẽ nào? Tôi có biết lẽ nào mà tính. Hồi trước thầy làm mai thì bây giờ thầy tính sao thầy tính chứ anh bắt thường hay làm sao hồi mong sự bình mới ra khỏi trường á người học giỏi lại lanh lợi nên tôi làm mai cho em quyền có đôi có bạn mà làm ăn với người ta tôi có để ý người như vậy mà tánh tình như vậy đâu mà mình nghe người ta đồn rồi á mình vội trách mong sự bình cũng không có phải tôi muốn cho em quyền đi xuống cần thơ coi việc hư thiệt lẽ nào rồi mình sẽ liệu định đây thầy đây. Cô Huyền đứng một bên nước mắt chảy chầm ngoàm. Nghe cha chịu cho mình đi thì cô nói. Để khuya nay thì tôi đi. Không lẽ cha thằng nghiệp bỏ tôi mà cưới vợ khác đâu. Chắc họ đồn quyển chứ gì. Thầy Thanh lên xe đi rồi. Ông ba chánh kêu mà nói vói. Tối nay tôi ở nhà có một mình à. Thầy lại nói chuyện chơi nghe hôm thầy hai. Bữa sau gần 5 giờ chiều tàu xuống tới Cần Thơ. Cũng như lần trước, cô Huyền cũng đem thằng nghiệp theo và cũng có con tí theo bồng em. Mà khác hơn lần trước là khi bước lên cầu tàu, sắc mặt cô nghiêm nghị trong lòng cô ái ngại chứ không vui mừng, hớn hở. Đã biết đường đi rồi nên cô kêu một cái xe kéo ngồi chung với con tí và thằng nghiệp rồi chỉ đường cho xa phu kéo lại dãy phố. Chỗ chồng ở khi trước Vừa ghé xe thì cái căn phố đã bỏ trống Cửa đóng không có ai ở Cô hỏi thăm người ở một bên Thì họ nói thầy Bình đã mua nhà dọn về ở trong cái khế Người xa phu nghe như vậy bèn nói Cô muốn kiếm nhà của thầy Thông Bình hay sao? Tôi biết nhà Thầy cưới vợ rồi bên vợ mua cho một cái nhà ở trong rạch cái khế đây Cô leo lên xe đi Rồi tôi kéo cô vô đó cho Cô Huyền ngẩn ngơ tình thầy thanh nói cho cô hay quả đúng là như vậy rồi chẳng còn nghi ngờ gì được nữa bây giờ phải làm sao phải đi đâu cô đứng ngẫm nghĩ một chút rồi bước lên xe rất mạnh dạn và biểu xa phu kéo vô nhà thầy bình xe chạy vòng vô rạch cái khế cô huyền thấy nhà dài theo mét cái rạch cái nào cũng đẹp đẽ trước sân bông hoa đua nở sau vườn cây trái sum xê, nhưng cô mắt buồn lo trong lòng nên cô không biết thưởng thức Cái cảnh thanh tao chấn chợ ấy Xa phu chạy một lúc rồi Ngừng xe và nói Thưa cô Nhà thầy thông bình lạ nhà này đây Cô thông đang đứng ở ngoài sân kia kìa Cô Huyền ngó vô Thì thấy một tòa nhà Nền đúc cửa cuốn Nhà tuy không lớn mà cao ráo mát mẻ Trước có sân rồng Cây và bông mới trồng Nên coi chưa được đẹp như mấy nhà khác chánh giữa sân lại có một người đàn bà mặc áo bà ba lụa trắng với quần cũng lụa trắng đương đứng coi chừng hai ba người gia đình xách nước tưới cây cô huyền biểu con tí ngồi trên xe mà coi qua ly rồi cô bồng con leo xuống và hâm hở đi vào sân cô hương thấy cô huyền thì không biết là ai nên đứng ngó trân trân chừng cô nọ vô tới cô mới hỏi cô ở đâu mà lạ tôi không có biết cô đến nhà tôi có việc chi hay sao? Tôi đi kiếm thầy Bình. Tôi xin lỗi cô, không biết phải thầy Bình ở nhà này hay không? Phải, nhà này là nhà của thầy Thông Bình. Cô kiếm thầy Thông có việc chi? Tôi là vợ thầy nên tôi xuống kiếm thầy. Cô Hương chân hững, biến sắc, trao mày, ngó cô Huyền từ trên đầu xuống tới chân, rồi cô chúm chím cười và nói <cười> Cô nói cô là vợ thầy Thông Mà rủi quá à Bữa nay thầy Thông không có ở nhà Thầy mắc đi với mấy thầy vô làng mà ăn tiệc Vậy tôi xin mời cô vô nhà cho tôi hỏi thăm một chút Cô Hương đi trước Cô Huyền theo sau mà vô nhà Cô Hương mời khách ngồi tại bộ ván đẩy dừa cửa Rồi cô cũng ngồi ngang đó mà hỏi Cô nói cô là vợ của thầy Thông Còn em nhỏ đây là con của ai? Con của thầy Bình đó Tôi ở với thầy sanh được một đứa con trai nảy đây Xin lỗi cô Cô nói nhà này là nhà của thầy Bình Còn cô là ai mà cô ở đây? Tôi là vợ của thầy Thông Bình Cô Huyền trợn mắt ngó cô Hương Sắc mặt hầm hừ, nghẹn cổ nói không được Cô Hương thấy cô nọ giật mình thì chúng chím cười và nói tiếp. À, thầy thông cưới tôi đã hơn một tháng nay. Tôi nói thiệt với cô, tôi không có dè thầy có vợ có con rồi. Nếu mà biết trước thì có lẽ nào tôi nhẫn tâm ưng thầy đặng cho thầy bỏ con bỏ vợ. Mà tôi cũng xin hỏi cô, thầy thông làm bạn với cô được bao lâu? Từ ngày thầy đổi xuống làm việc tại Cần Thơ đây, cô ở đâu? sao cô không ở với thầy? Cô Huyền nghe mấy lời mềm mỏng như vậy thì cô bất giận, nên cô thở ra mà đáp. Trước khi trả lời câu hỏi của cô thì tôi xin cô cho tôi biết coi thầy Bình cưới cô. Thiệt thầy không có nói cho cô hay rằng thầy đã có vợ có con rồi hay sao? Thiệt thầy không có nói chuyện đó cho tôi hay cảm ơn cô tôi cảm ơn cô nhưng vậy thì thảy tham phú phụ bần chứ không có phải tại cô nhẫn tâm phá gia cảnh của tôi vì cô lấy thiệt tình mà đối đãi với tôi vậy tôi cũng lấy thiệt tình mà đáp lại tôi là người ở trên sài gòn cách hơn hai năm nay thầy bình ra trường rồi thầy làm việc tại hãng buôn thầy cậy mai nói mà cưới tôi về rồi ở chung nhà của cha tôi ở trên chiến Hòa vợ chồng ở với nhau sanh được thằng nhỏ này đây cách mấy tháng trước thầy thi đậu vào ngạch ký lục rồi quan trên sai thầy xuống dưới này làm việc vì tôi không có mẹ mà cũng không có anh em thầy sợ nếu mà dắt mẹ con tôi theo thì cha tôi ở nhà một mình buồn bởi vậy thầy biểu tôi ở nhà mà hủ hỷ với cha tôi chừng nào thầy mướn phố dọn nhà xong rồi thầy sẽ về mà rước Tôi đợi mấy tuần lễ, không có thấy thầy về. Tôi nóng nảy nên có lần tôi đi xuống dưới này coi bề ăn ở của thầy ra thế nào. Té ra cô đã xuống dưới này hay làm sao? Có, tôi có xuống một lần. Thầy dọn phố rồi nhưng mà thầy không có muốn cho tôi ở. Thầy cứ bảo tôi về đặng ở trển mà hủ hỉ với cha tôi cho vui. Tôi tưởng chồng biết thương cha. Tôi không có nghi chi hết nên tôi trở về chí hòa mới hồi chiều hôm qua đây có một người nói cho tôi hay rằng thầy đã cưới vợ khác rồi tôi chưng hững, mới lật đật bồng con xuống đây hỏi coi lời người ta nói như vậy mà có thiệt hay là không theo lời cô nói với tôi đó thì quả thiệt có như vậy rồi té ra thầy bình học giỏi như vậy đáng làm ông gì hay không thì tôi không có hiểu nhưng mà mình đã thấy rõ không có đáng làm một ông chồng bởi vì thảy cưới tôi đặng làm vợ mới vài năm mà thảy đã gạt tôi rồi bây giờ thảy cũng cưới cô đặng làm vợ ai dám chắc trong ít lâu thảy không có gạt cô nữa đàn ông thiệt là khốn nạn à cô hương thấy cô huyền y phục tầm thường bộ tướng ngơ ngáo nên ban đầu có ý khinh thị cô nên tính mời vào nhà định lấy thế lực kim tiền mà dọa làm cho cô biết mặt đến chừng nghe cô nói chuyện mới biết cô không phải là người giả dối hay khờ khạo để làm cao hơn cô được bởi vậy cô hương ngớ ngẩn rồi thở ra mà nói <laughs> thiệt tôi cũng bị thầy thông gạt nữa tôi xin hỏi thiệt cô vậy chứ hồi thầy thông cưới cô đó thầy có lập hôn thú đủ phép hay không vợ chồng bền chặt là tại tình sâu nghĩa nặng chứ phải nhờ chánh lục bộ lập hôn thú nên mới ở đời với nhau được tôi nghĩ như vậy nên hồi thầy cưới tôi thiệt tôi không có buộc thầy lập hôn thú khổ lắm cô không có dè bây giờ làm sao mà nói được nếu có trách thầy Dí như thầy nói thầy không biết cô là ai thì cô làm sao? Cô Huyền cười mà ngó con. Cô Hương hiểu ý nên nói tiếp. Phải, con là một cái bằng cớ của cuộc vợ chồng. Mà thở nay thiếu gì người họ bỏ vợ rồi họ bỏ luôn tới con nữa. Đàn bà cũng không có biết phải làm sao được. Thiệt như vậy, chồng không thương thì mình phải chịu. Chưa biết làm sao được. Tôi xét phận tôi thiệt là khổ. Bây giờ tôi cũng như người đi đêm tối. Không có thấy đường mà bước. Cô cũng là đàn bà như tôi. Vậy tôi xin cô chỉ dùm đường cho tôi đi. Theo ý cô thì tôi phải xử trí làm sao bây giờ? Câu của cô hỏi đó tôi khó trả lời quá. Tôi cũng thuộc người trong cuộc chứ không có phải người bạn qua. Vậy thì câu... Cô hỏi đó tôi trả lời e sợ không có được công bình. Cô Huyền ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi lâu rồi cô hỏi. Hồi nãy cô nói thầy bệnh mắt đi ăn tiệc, không biết chừng nào thấy mới về. Đi ăn tiệc ở trong làng chắc là về khuya lắm. Vậy thì tôi xin cứu cô tôi đi, để mai rồi tôi sẽ gặp thầy. Bây giờ đã tối rồi cô đi đâu? tôi ra chợ kiếm chỗ nghỉ. Cô có quen ai ở ngoài chợ hay sao? Không, tôi không có quen ai ở Cần Thơ này hết. á. Tôi sẽ mướn phòng khách sạn mà tôi ở. Vậy thì cô ở đây mà nghỉ. Cảm ơn cô. Nếu tôi ở đây thì tự nhiên tôi sẽ gặp thầy. Tôi không có muốn gặp thầy trước mặt cô. Bởi vì tôi sợ cô nghe câu chuyện của vợ chồng tôi nói với nhau rồi. Cô không có vui thà là tôi tự gánh sự buồn một mình chứ sang sớt cho cô mà làm chi tôi muốn cô gặp thảy trước mặt tôi là vì tánh tôi không có ưa mờ ám phải hay là quấy thì nói rõ ràng phức một lần cho rồi xin cô nhớ lại mà coi nãy giờ tôi có nói chuyện gì với cô tôi chẳng có nói một lời nào tách cô hết phải hay là quấy đều tại nơi thảy chứ không có phải tại nơi cô mà cũng không phải tại tôi. Nếu cô muốn biết sự phải quấy cho rõ ràng thì cô cứ hỏi thảy, nghĩ cũng đủ rồi. Tôi xin nói tóm lại điều này. Máu ghen là bệnh chung của đàn bà. Chẳng có ai có tài nào mà tránh khỏi cho được. Tuy vậy mà có khi mình thấy sự bạc tình bạc nghĩa mình gớm quá. Rồi máu ghen nó tiêu mất hết. Mình có thương tiếc gì đâu nữa mà mình ghét. Nếu mà mình còn ghen thì té ra mình thấy đồ dơ, mình không có biết gớm hay làm sao. Thôi tôi xin chào cô. Cô Hương nghe những lời êm ái mà nặng nề như vậy, thì cô lấy làm bối rối. Chỉ gật đầu rồi ngó theo cô Huyền chớ không kiếm được một lời nào mà đáp.